Xin chào Vũ Nam, chào Nguyễn Xuân Ba, chào Đức BD, chào Thắng Nội Bài, chào 16 anh chị em mới vào xem live. Bài tiết nở hôm nay ngày thứ mấy rồi? 5 ngày hay 7 ngày để biết. 5 ngày. Chào cô Long, chào Trung Dũng, chào anh già mất nết Tấn Chim Xanh. Anh Tấn ngắm Phú Thọ phê không anh Tấn? Anh già Tấn mất nết. Chào em Chuyên, chào Phạm Trường, chào Đỗ Phú Lợi, chào Phi Nguyễn. Mời cả nhà ngắm bạch tuyết buổi sáng. Bạch tuyết nở hôm nay là 5 ngày hay 6 ngày rồi đó, chẳng nhớ. Bông vẫn rất là đẹp. Chào Ngọc Lĩnh, chào Minh Thắng, cảm ơn Minh Thắng nhé. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ bình an. Chào Hoàng Phạm, chào Thế Tài. Hôm nay Đà Nẵng vẫn không có nắng, cũng như ngày đầu tiên em mới nở, không có nắng mà vẫn rất là đẹp. Chào Nguyễn Lộc, cảm ơn Phi Nguyễn, cảm ơn Thế Tài. Chào Thanh Bình Nguyễn, chào em Lâm Nguyễn, chào Phong Nguyễn, chào 24 anh chị em đang xem live ngắm bông bạch tuyết nở ngày thứ năm. Cảm ơn Chuyên Nguyễn, chào Thanh Tú, rất là đẹp, giữ khuôn. Vẫn chưa ngắt gửi em mà lão ơi, tới lấy đi. Chào Tuyết Tiếc, cảm ơn em nhé. Một bông ổn định trên ba miền đất nước. Chưa Thoại ơi, để cho nụ gần nở đây gửi, chứ giờ gửi vào mất công nó chột. Để vào đấy 1-2 ngày là nó nở luôn. Chào anh Lê Hùng, chào Nguyễn Phương. Một bông ổn định ở cả ba miền rồi. Không có nắng lên cái màu mắt của nó không có tươi, mắt thâm luôn. Cảm ơn Nguyễn Phương, chào Linh Nguyễn. Chào MT Hùng, chào Nguyễn Khanh. Sau bao ngày vẫn rất đẹp. Chào Lê Thanh Nguyên, chào Tùy Phong. Chào Nguyễn Phật, chào Hoàng Hải Áo Chít, chào Thủy Lê. Hôm nay 5 ngày hay 6 ngày rồi đó, không nhớ. Chào Trung Kiên, chào Lê Thanh Nguyên, cảm ơn em nhé. Hưng Bóng đi làm việc đi, Hưng Bóng hóng hớt gì đây đó. Cảm ơn em Mạnh Vũ Nguyễn. Bông này thì ổn định cả ba miền rồi, chỗ nào cũng đẹp, nơi nào cũng đẹp.
mày vái luôn đi Hưng ơi, khỏi đốt mày sắm chay được mà. Chào Đình Thảo, chào em Lưu Diễm. Chào Hiếu Nguyễn. Cảm ơn em Lưu Diễm nhé. Chết nhớ xin phép nha Hưng, Hưng bóng. Khi nào chết nhớ xin phép nha. Cảm ơn Hiếu Nguyễn nhé. Chào em Trần Trường. Chào Thế Thuận. Chào em Trần Văn Lợi. Chào Nguyễn Quang Khánh. Bạch tuyết nở mùa đông, ngày không có nắng. Hôm nay 5 ngày 6 ngày rồi. Chào Võ Quang Duy. Chào cụ Hiếu Hải Phòng nhé. Chào em Quốc Viễn. Chào anh Lê Thập. Bông này nở ngày thứ 5, thứ 6 rồi nhưng mà vẫn rất là đẹp. Chào anh Lưu Nguyễn. Thằng cháu chợ chết không xin phép ai. Hình bóng. Chết nhớ xin phép nữa. Gọi hỏi gọi anh già mất nét nữa. Vẫn cố gắng chờ kèo thơm từ anh trai. Kèo đấy là thơm lắm rồi đó em. Chứ còn bạch tuyết mà rẻ hơn không ai bán đâu em ơi. Mấy tháng trời không bán, không bán rồi. Bữa nay bán cho nó có thị trường, có thông thương thôi chứ. Chứ thực tế ra cái giá đấy không muốn bán đâu. Bạch tuyết trong vườn thì cũng vẫn còn nhiều đấy nhưng mà không có muốn bán. Cứ để nhân giống đã. Chào Mai Anh Bảo, chào Cao Xuân Hiệp. Chào Phùng Ngờ. Chứ thời điểm này mà em mua bạch tuyết mà em còn đắn đo với lại cái giá mà 30-40 triệu mà còn đắn đo nữa thì chắc chẳng bao giờ em mua được bạch tuyết đâu. Cơ hội thì do thị trường tạo nên. Nắm bắt cơ hội được như thế nào thì là do mình. Thị trường tạo cơ hội cho mình, không nắm bắt mà cứ chần chừ thì khó lắm em ơi. Không quyết đoán, không mạnh dạn thì sao mà làm ăn được. Ngành nghề nào cũng vậy thôi. Cảm ơn Mai Anh Bảo. Thọ Tây Bắc không lên like hả bồ? À 5 ngày 6 ngày rồi đấy Cao Xuân Hiệp. Bông vẫn rất đẹp luôn. Chào em Bùi Thị Thanh Tú. Chào Lâm 16. Chào tất cả anh chị em đang xem live. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Chào Nhật Tân. Cơ hội để thực hiện một ước mơ vườn lan đẹp trên sân thượng. À, vườn này của anh mà năm tới mà làm kia nữa thì không còn chỗ đây. Năm nay là không cắt một cái gì hết. Tất cả để trên thân. Chơi hoa xong rồi được cái kia nào ta làm cái kia đó, cây gì cũng vậy, để kể cả bạch tuyết lên luôn, không cắt luôn, cắt lên cắt ra nó ươm kia nhìn chán lắm. Chào em Bình Lê Văn, về với cái chậu khủng, chậu này thì ăn thua gì em, chậu này được có 2,5 mét. Nhiều cụ nuôi bạch tuyết chậu 5-7 mét. Chào Thanh Nhay, chào Phong Lan Tuấn Tú. Hàng anh rất dài và rất to. À, không chia mắt ngủ Ngọc Thanh Nguyễn ơi, anh không bán mắt ngủ bao giờ, bất kể là hàng gì. Khi khỏe mấy bạn không ăn lúa non. Chào Hồ Duy Hào, mặt lá đi làm kỳ tốt hơn là anh. À, cũng chẳng biết tốt hay không. Cứ thử thôi, cứ thử trên cây bình dân nhà mình là biết thôi. Chào Lê Đạt.
nhiều người cây vẫn để lá mà cây họ vẫn phát ra mầm, vặt lá đi ví dụ rễ nó ra thì nó không bị vướng víu thôi. Chào Huy, vặt lá đi để cho nó dồn chất để nó nuôi kỳ thì chắc là nó cũng khỏe hơn. Mình thì cứ thấy vướng là mình vặt à, nhưng chẳng để ý đâu. Chào em siêu giàu Nguyễn Anh Tuấn. Lưu Văn Thoại cút. Tao mà ám cái cây của mình nó thối ra rồi, cho cái nụ nó chột luôn. Mấy hôm rồi vẫn đẹp lồng lộn. 5 ngày rồi đấy, 5 ngày 6 ngày rồi đấy. Rất đẹp luôn. Mấy ngày nay Đà Nẵng không có nắng. Mát trời và trời mưa. Chào em Bát Giới Tống Duy Thức. Chào Nguyên Tống, chào Bảo Thạnh. Cả vườn giờ còn mỗi bông này nở. Hồng Mỹ Nhân hôm trước cũng tàn rồi. Nhát không chụp. Cảm ơn Tuấn Anh Nguyễn nở ngày thứ 5, thứ 6 rồi đấy không? Một bông ổn định ở tất cả mọi miền đất nước, vùng nóng cũng như vùng lạnh. Chào Nia Trương Thái. Chỗ này giờ mà cắt ra thì cũng được 100 mắt. 100 mắt mà để làm kỳ thì nó dập dẹo lắm. Cắt mắt một cây kỳ lên nhìn chán lắm. Chào Lan Đường EAK. Chào Nguyễn Hải Bình, chào Lê Quốc Phong. Cho nên là mình để trên thân luôn. Cứ qua mùa hoa rồi bắt đầu làm. Cái nào nở hoa thì ngắm, còn cái nào lên kỳ thì trồng, chứ không cắt lắm. Cắt xuống nhìn chán lắm. Tốc độ phát triển nó chậm lắm. Cảm ơn em Thành Ngô. Cảm ơn em bên Thanh Mai. Chào Lê Huy. Đúng rồi, hỡi Trương, làm trên thân cho mọc, cho đẹp. Cắt mắt ra thì 10 mắt được 10 kỳ, nhưng mà trên thân chỉ cần khoảng tầm 5 kỳ thôi, nhưng kỳ nào ra kỳ đấy. Chào bồ Phạm Ngọc Cẩn. Chào em Nguyễn Phú, chào Thanh Nguyễn, chào Việt Nguyễn. Bông bạch tuyết này là nó bị mũi màu, mà mình gắp luôn cái hạt mũi màu mình vứt đi. Giờ các bạn nhìn đằng xa là nó trắng tinh đúng không? Bác Hùng là idol của em. Không dám đâu Mai Anh Bảo ơi. Mình chẳng thích cái từ idol đâu. Nó không có hợp. Mình chơi nhẹ nhàng thực tế lắm. Không bon chen, không xô bồ. Chào Quyết Khắc Ngô, chào Đồng Vàng. Chúc tất cả các bạn ngày mới nhiều niềm vui. Mùa này thì cây đứng ngọn hết rồi, chỉ còn một ít ho nó vẫn đang phát triển thôi. Chào Hiền Lê, chào Nguyễn Diên Dũng. Chậu này được 2,5 mét. Trăm năm rồi, trăm không đạt, năm rồi thay chậu. Nên là không đạt, năm tới cây mới đẹp. Chào Lắc Hậu. Không dám đâu em Dũng ơi. Nhà này có vài chậu quạt còi thôi. Có mỗi chậu này to nhất, khè miết đấy chứ. Ơ mày vẫn ở đấy hả Thoại? Chưa đi hả Thoại?
khi chân thân thì làm một lần không được nhiều. Tất nhiên là được mặt này thì nó được mặt khác, mà được mặt này thì mất mặt khác thôi. Cắt mắt ra thì lên cả đấy, nhưng mà nhìn tim nó dọc dẹo lắm, nhìn muốn vứt đi lắm. Chào anh Hoa Lan Duy Ngữ. Chào Thịnh Tống. Vẫn chưa xin được cẩm cù của anh Hói. Thật ra thì cẩm cù nó bò dài lắm rồi, mà nhát gửi lắm. Ra đây cắt cho cả mớ về về mà chào. Chào Thịnh Tâm. Ế lên mới khủng nó lắm cậu. Chào Đậu Phú Bình. Bông này nở được 5-6 ngày rồi, vẫn rất là đẹp. Chào Nguyễn Chí Thành. Chào em Tuấn Đỗ. Càng ngày càng xấu đi chứ, đẹp sao bằng hôm đầu được. Chào Tuấn Khanh Nguyễn. Cái nào muốn vứt thì em xin ra đây. Chậu vỡ chậu bể cây thối mới vứt đầy này. Chào Mr. Canh. Chào Trình Sơn. Hôm nay ảnh hưởng thuốc kích, tại vì mình trong chế độ làm ti để ra hoa là mình cho nó khá nhiều thuốc, ngày nào mình nhỏ thuốc vào đầu ngọn này. Nó nhú lên 50 ti cũng mót được cái hoa, cho nên là mũi nó bị mũi màu, nhưng mà nhìn cấu cái hạt mũi vứt đi rồi. Chào bà không là ai. Chào Fancy. Thị trường bữa nay đang dần ấm lên rồi, các bạn đi gom cây khá là nhiều. Anh em cứ vững tin mà nhân giống thôi. Rồi anh em ngắm vậy.